always on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, widest sky. The beauty of our love paints rainbows everywhere we go. Need you all my life, you're my hope, you're my pride. In your arms I find my heaven, in your eyes my sea and sky. May love be our love on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, widest sky. say. Yes, I do, anh yêu em.
về sau. Bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em. Sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Tình giấc người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng. Tay của toàn thể các quý ông bà, các quý vị, để chúng ta bắt đầu cho sự kiện lễ tạ tài của Lê Thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái buổi làm mặt hôm nay của chúng ta cũng rất đẹp. Cảm ơn. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, con viên hay hò, ông con thể, các quý vị thân khách gần xa. Hôm nay, trong không khí nồng ấm yêu thương tại gia đình họ nhà gái, trong buổi lễ đạp tài của Đương Quỳnh, Thánh Sim cùng Lê Thành, đại diện gia đình họ gái chúng tôi xin cái lời chào sức khỏe với toàn thể các cụ ông, cụ bà, con viên hay hò cùng toàn thể các quý vị. Chúc cho buổi lễ đạp tài của Lê Thành, Đương Quỳnh thành công tốt đẹp. Vâng, tiếp theo chương trình tôi xin được giới thiệu hai bên nội ngoại họ nhà gái để đón khách đoàn nhà họ nhà trai. Ngày hôm nay gia đình họ nhà gái của tôi có đầy đủ hai bên nội ngoại cùng tất cả cô dì chú bác, các anh em cùng toàn thể các cháu có tập trung đấy để đón khách đoàn họ nhà trai đại diện gia đình là phong thân cùng mẫu của cháu Quỳnh là tôi là ông Lê Thanh Thái, là bố của cháu Quỳnh và bà Nguyễn Thị Người, mẹ của cháu Quỳnh, đại diện cho gia đình bên nội là bác Khánh và đại diện cho gia đình bên ngoại bà Huế và các anh các chị cùng công ty chú bác toàn thể cũng đã đến để chung vui trong buổi lễ làm bài hôm nay. Đây, một lần nữa đại diện gia đình gái của tôi xin chân thành cảm ơn các cụ ông cụ bà con viên anh họ cùng thể các quý vị thân khách từ xa đã đến dự buổi lễ nạp tài của hai con chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn người bố đáng kính của cô dâu Hương Quỳnh, đó là bố Lê Thanh Hải, đã đại diện cho gia đình nhà gái. Xin phép có những lời cảm ơn tới gia đình nhà trai và quan khách và giới thiệu để quý vị được biết ngày hôm nay gia đình nhà gái chúng tôi có đầy đủ sự hiện diện của các ông các bà, cô dì chú bác họ hàng bên nội bên ngoại của gia đình nhà gái, gia đình ông Lê Thanh Hải và Nguyễn Thị Mười tại địa chỉ thôn Châu Sơn, Tây Đông, Đông Cống, Thanh Hóa, và có sự hiện diện của các đồng nghiệp khách quý của gia đình và của cô dâu cũng trở về chung vui và sự hiện diện của bà con khu phố lối xóm láng giềng cũng dành tình cảm về với đôi bạn trẻ trong chương trình nhà tài hôm nay. Và thưa quý vị, lẽ chúng ta đang được sự đón tiếp rất là trân trọng và đồng hộ của gia đình nhà gái, để cảm ơn tới điều đó, con xin mời các ông các bà cùng quý vị hãy dành cho gia đình nhà gái thêm một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và cúi chào tới tất cả quý vị. Xin mời hai em hãy trang phục mình là đầu thảm đỏ để chúng ta cảm ơn các cụ ông. Hãy cúi chào cô bác và con láng giềng và đồng nghiệp bạn bè, một tràng vỗ tay thật lớn nữa của quý vị được không ạ? Hai gia đình chúng tôi đang trao lễ và chúng tôi cần một tràng vỗ tay của quý vị để chúc mừng tình thông xa tay của tất cả mọi người. Chúng ta chúc mừng hai bên gia đình ạ. Vỗ tay đi quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc mừng hai bên ông bà thông gia. Hai bên ông bà thông gia hãy bắt tay nhau đi ạ. Vâng, sinh con, nuôi con trưởng thành là nghĩa vụ trách nhiệm, và ngày hôm nay xây dựng hạnh phúc cho các con là điều tuyệt vời. Vâng, ai trồng cây cũng đợi đến ngày hái quả, và hôm nay là một điều tuyệt vời khi rồi dạ. Khi rồi cô dâu của gia đình nhà gái đã tìm được cho mình bến bờ của hạnh phúc, bến đỗ của sự bình an. Một tràng vỗ tay nữa của quý vị nhé. Rất tuyệt vời. Và sẽ cùng trao chầu, trao rượu, và quý vị sẽ trao một tràng vỗ tay để chúc mừng hai bên thông gia đi ạ. Hai họ và anh em bạn bè của hai cháu, các gia đình tục ban đầu là hai gia đình đến nhé, đều nhận chầu nhận rượu cả rồi. Thì bây giờ lịch trình tổ chức làm lễ cưới ấy, thì báo cáo với hai hòa là gia đình hòa tai sẽ tổ chức hôn lễ vào 8:30 thứ ba ngày 6/9/2022, tức là ngày 11/8 năm nhâm dần, tại gia đình hòa tai Lê Văn Thanh, Đinh Thị Hợp ở tiểu khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống, Thanh Hóa. Xin trân trọng kính mời bà con hai hòa, bạn bè anh em đến dự cho thêm lần du lịch. Cảm ơn. Vâng, kính thưa các cụ ông cụ bà, xin anh họ toàn thể các quý vị thân khách gần xa, có cái gì dân sinh nhật khách của bên họ nhà trai, và sau đó là những nghi lễ đã được thực hiện qua trình dạm ngõ xin cưới và nạp tài. Đại diện gia đình và nhà trai các tôi xin chân thành cảm ơn và cũng vui lòng, rất là
vui lòng chấp nhận cái vui lòng để chào đón cái ngày thành hôn của hai con. Xin cảm ơn. Lưu tâm giúp cho ban tổ chức và gia đình để chúng ta đến chung vui và chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Lễ thành hôn của chú rể Lê Thành, Sánh Dương cùng cô dâu Hương Quỳnh sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ thứ ba ngày 6/9/2022, tức là ngày 11/8 năm Nhâm Dần. Kính mong quý vị sẽ cùng lưu nhớ và đến chúc mừng đôi bạn trẻ. Và bây giờ xin phép được mời hai bên bố mẹ chúng ta tiếp tục trao chầu rượu của lễ thứ ba, đó là lễ nạp tài. Gia đình nhà gái đã biết được ngày giờ rồi và đây là lúc mà gia đình nhà gái chấp nhận những thủ tục, những sinh lễ của gia đình họ nhà trai. Một lần nữa, xin phép được mượn một tràng vỗ tay của các quý vị dành cho hai bên gia đình trai. Thế thì sau đây là MC và gia đình nhà trai, nhà gái thống nhất rằng là xin phép sẽ chuyển vào bên trong và để ở một cái vị trí nó mang ý nghĩa, nó trang trọng, đúng không ạ? Sau đây thì xin mời các anh đồng nghiệp, bạn bè, thanh niên. Bên cô dâu, đây có hai mâm đầu tiên đấy các em ơi, chầu cau vẫn luôn là cho một chặng đường trăm năm của đôi bạn trẻ. Và xin mời hai em sẽ chuyển vào bên trong nhà, giao lại cho bố mẹ của chú rể và cô dâu. Tiếp theo là sinh lễ của sự đơm hoa kết trái. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Rất tuyệt vời, các bạn đang thực hiện những công việc của mình rất là ý nghĩa. Hợp đồng nghĩa phu thê, đó là ý nghĩa của mâm sinh lễ mà quý vị đang được trông thấy, là mâm bánh phu thê. Tiếp theo là chầu rượu tràn phúc, đến chầu đi trước và tràn phúc theo sau đây ạ.
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Và cả tương lai là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu còn
giới có lẽ hơn cả yêu. Cả sông rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây. Được sự đồng ý của hai gia đình, sau thời gian chúng ta làm các lễ ăn hỏi, rồi xin cưới, rồi nạp tài, và hôm nay là cái lễ cuối cùng để nhà trai thì có cái chụp chầu trai diều để làm cái lễ chiết dâu. Toàn chúng tôi hôm nay đến thì là có cái đại diện cho gia đình cháu Thành, là mẹ cháu Thành, và đây là chị cháu Thành, đây là bà Thím. Và đây về cơ quan của đồng chí Tuấn là phó giám thị đại diện cho cơ quan, và anh em cán bộ chiến sĩ bàn gà của cấp thành, và cùng anh em bàn gà đến đông đủ và vui vẻ. Hôm nay có cái chai dầu và cái chụp chầu, xin mời gia đình và gái xin nhận cho để gia đình nhà trai. Thưa quý vị, hãy dành cho bác một chào bóng tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, kính thưa các cụ ông, các cụ bà, các bác, các chú, các cô, các dì, các cậu, các nợ, các ông bà thông gia và con lối xóm, anh chị em nam nữ thanh niên có mặt tại hương trường hôm nay, lần đầu tiên cho phép nhà gái chúng tôi xin được kính chúc các cụ ông cụ bà cùng toàn thể mọi người trong trường hôm nay lời chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc và chúng ta thành công trong những việc tổ chức hôn nhân cho hai cháu cháu Thành và cháu Quỳnh. Đón dâu hôm nay gồm có bố là ông Lê Thành Hải, bà Nguyễn Thị Lợi là người thân sinh ra cháu Quỳnh, có bác trai là bác Khánh, bác Khánh là và cùng toàn thể các
Hoàng gái chúng tôi đã có mặt đầy đủ cùng với các anh chị nam nữ thanh niên, và chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hai cháu, cháu Thành và cháu Quỳnh và gia đình là tay đã có tài liệu cập cầu để đón dâu về, thì gia đình chúng tôi hoàn toàn thống nhất cao. Vận tạm tất cả quý vị, cô chào có tay thật lớn thật đồng nghiệp đi cùng chúc mừng được không ạ? Vâng, xin mời hai bên gia đình sẽ cùng trao gửi và đón nhận với cây trầu chai rượu ngày hôm nay, xin mời. Thưa quý vị thân mến, chờ lễ công quy của mình đến với trung tâm sân khấu và cùng chào đón với nhân vật đầu tiên, nhân vật cho tất cả chúng ta có lý do để đưa tất cả quý vị cũng như tất cả các ông các bà có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và thông qua một cái cúi chào thật sâu để cùng ra mắt tới tất cả quý vị. 1, 2 và 3, xin mời. Chúng ta cúi chào tôi nhớ nơi em trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an chan hai chiếc nhẫn kết lại mình chứng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời trời chúa. Ôi chào, hôm nay thật cho cả tôi ngày hôm nay được không ạ? Thưa quý vị thân mến, đây chỉ là hai nhân vật chính gửi và thông qua một cái cúi chào thật sâu để cùng cảm ơn và ra mắt tới sự hiện diện của tất cả quý vị. 1, 2 và 3, xin mời. Và cúi chào cho cúi chào mỗi tay thật lớn thật không ạ? Trong khi hơn, thực hiện với ghi thật lớn quý vị. Rồi, cả nhà giờ là... Chuyện âm này, cái bóng đầu tiên đưa tới cho Lê Thành của quý vị sẽ có một chặng đường mới, một cuộc sống mới cùng. Em chưa thấy bóng rất là đầy đủ. Thưa quý vị thân mến, em cảm thấy một phần đó thì chúng ta sẵn sàng để cùng đón nhận những cái cảm xúc đó rồi. Con xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Khoảnh khắc này xin được trân trọng kính mời bên em thân sinh ra cô dâu Hương Quỳnh sẽ về với khu vực chính giữa sân khấu nhà chính, sẽ có những món quà trao gửi cho Lê Thành và Hương Quỳnh. Vâng, xin được cảm ơn những tình cảm đặc biệt của tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Hôm nay các món quà đặc biệt ý nghĩa trao gửi cho hai con. Mong sao cho các con sống tốt đời đẹp đạo trên tôn dưới kính chính là cha mẹ. Người đầu tiên nắm tay con bé cuộc đời này cũng chính là cha mẹ. Nhưng kể từ ngày hôm nay, để cùng con bé chờ giáp biến của một ngày hoa và cùng hướng tới gia đình nhà trai để cùng thực hiện chương trình lễ thành hôn. Lên cưới chúc mừng cho Lê Thành và Hương Quỳnh. For
come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. Gái, tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý, chúng ta trở về đây để tham dự chương trình lễ thành hôn của đôi con trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Cho phép tôi một lần nữa thay lời những người thực hiện chương trình, không để quý vị anh chị các bạn chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa. Ngay giờ phút này đây, chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian rất ngắn để ngắm nhìn cô dâu và chú rể trong ngày cưới hôm nay. Họ cực kỳ Việt Nam, vô cùng Ả Đông trong bộ cung lê áo váy đầy giản dị. Xin được trân trọng và kính mời chú rể Lê Thành và nàng dâu Hương Quỳnh sẽ nhẹ nhàng tay trong tay, vai kề vai đứng lên để ra mắt quan viên gia đình nhà trai và nhà gái. Xin mời. Và sự hiện diện ngay giờ phút này đây đó chính là chàng trai Lê Thành cùng với Hương Quỳnh. Hai bạn đang cùng chính thức hiện diện để cùng ra mắt tới toàn thể quan viên hay họ. Và xin mời chú rể cô dâu chúng ta hãy cùng nắm thật chặt tay nhau và hãy dành một cái cúi đầu thật sâu, thật lâu để thay cho lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quan khách đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và 3, 2, 1, xin mời chú rể cô dâu ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn đi nào. Chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn đi nào. Thành Hóa, ngày hôm nay đã cùng chính thức trở về đây cùng chung vui và chứng kiến cho ngày hạnh phúc vang quang của Lê Thành và Hương Quỳnh. Đã được nồng nhiệt trở về đây vô cùng đông đủ và được chứng kiến với toàn thể quý vị. Và một tràng vỗ tay thật đông nhiệt để chúng ta sẽ cùng chính thức đón chào phía đại diện gia đình nhà trai ạ. Cảm ơn rất nhiều. Bên cạnh đó, thay lời những người thực hiện chương trình, thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khách quý thân mến, tất cả chúng ta ai cùng thể và ngày nào cùng vậy, đến đây đều có một niềm vui chung bởi vì chúng ta đã nhận được một lá tiếp mời rất xinh xắn có đề. Xin mời. Thưa toàn thể quý vị thân mến, đôi vòng nhẫn cưới hợp hôn là một vòng tròn thiện danh, không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc. Và ngày hôm nay đây thì trước sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng với toàn thể quan khách đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, chú rể Lê Thành muốn nói với Hương Quỳnh một câu rằng anh muốn sống bên em trọn đời. Để đi nào. Bây giờ thì xin mời chú rể nào. Chú rể sẽ dang rộng vòng tay yêu thương của mình và ôm cô dâu một cái thật chặt để nói lên lời yêu thương. Chúc cô dâu và chú rể trăm năm tình duyên lãng bạc đầu nghĩa phu thê. Là một nền móng vô cùng vững chắc để cùng chính thức tạo dựng mối hôn nhân hạnh phúc gia đình cho Lê Thành cùng với Hương Quỳnh. Xin mời chú rể và cô dâu chúng ta hãy cùng nhìn vào mắt nhau và cùng hướng chiếc dao đang để với dưới bàn đi ạ. Đặt lên tầng bánh cao nhất ạ. Tay nhau để cắt thành đôi. Chiếc bánh cưới này cô dâu đi được một người đầu bếp tại nước Anh họ đã hình thành chiếc bánh cưới. Đó là nhát bánh dành cho những người làm cha, những bậc cha Nguyệt, người đã say duyên và bắt cầu trai bạn được tìm đến bên nhau. Xin mời. Rồi bây giờ thì xin mời hai bạn đứng vào diện sân khấu nào. Điều nhất của chú rể và cô dâu trước khi thưởng thức hương vị đặc trưng của chiếc bánh cưới. Chúng tôi là những người thực hiện chương trình
muốn hỏi chú rể Lê Thành một điều rằng bạn đã yêu cô dâu được lâu chưa? 7 năm. 7 năm rồi đúng không ạ? Trải qua 7 lần ngày lễ Valentine đúng không ạ? Tặng cho nhau những chiếc bánh nhân nho sô-cô-la. Thế thì đã lần nào ăn cái gì cùng một lúc với cô dâu chưa? Ăn nhiều rồi đúng không? Thế thì bây giờ đứng vào giữa sân khấu nào. Đó là được sự chứng kiến của tất cả thông các bà, quan viên hai bên gia đình bốn họ. Vòng tơ bà Nguyệt, người đã say duyên bắc cầu cho bà được tìm đến bên nhau. Bây giờ thì xin mời chú rể và cô dâu sẽ quay về với nhau đi nào. Đúng rồi. Và những người thực hiện chương trình chúng tôi sẽ đếm từ 1 đến 3, hoặc cách nào đấy thì tùy. Hai bạn sẽ cùng nhau thưởng thức hương vị đặc trưng của chiếc bánh cưới. Ông bà nói rồi, thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông sẽ cạn. Xin mời nào, hai bạn chuẩn bị nào. 1, 2 và 1 chàng vỗ tay thật lớn đi nào. Wow, xin chúc mừng. Cứ lấy nhẹ cái nhấn ra, bây giờ lấy ngón tay trỏ bịt lấy nắp chai nào. Wow, xin chúc mừng. Bây giờ thì tay phải của chú rể ôm lấy yêu của cô dâu đi nào. Đúng rồi. Và hai bạn sẽ cùng cầm tay nhau để dâng lên tòa tháp ly hạnh phúc. Mời kính thưa toàn thể quý vị, Lê Thành cùng với Hương Quỳnh, hai bạn đã cùng chính thức nắm thật chặt tay nhau. Chú rể Lê Thành cùng với Hương Quỳnh, chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Xin cảm ơn thủ đô của nước Nga. Nhiệt độ tại cô dâu và chú rể lúc này có thể âm lên. Wow, xin chúc mừng. Xin mời hai bạn rót đầy hai ly rượu bên dưới nào. Số rượu còn lại thì sẽ tiếp tục rót lên tòa tháp. Niềm vui, niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể cũng vậy. Họ bắt đầu tiếp nối chương trình. Xin mời cô dâu sẽ mời chú rể, sẽ mời bố Lê Thanh Hải. Và hai ly rượu còn lại thì xin mời cô dâu và chú rể nào. Bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể đứng lùi về phía sau một tí ạ. Hai bố sẽ đứng về bên trên một tí, đúng rồi. Và bây giờ những người thực hiện chương trình chúng tôi xin mời quý ông bà, cô bác, các tổ chức khách quý, chúng ta khởi thân đứng lên đi nào. Và tôi là những người thực hiện chương trình sẽ cầm cái trong chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3, rô. 1, 2, 3, rô. 1, 2, 3, rô. Và cuối cùng là những người thực hiện chương trình tôi sẽ nói câu chúc mừng hạnh phúc. Quý vị chuẩn bị chưa nào? Tất cả chúng ta khởi thân đứng lên đi ạ. Tất cả chúng ta khởi thân đứng lên nào. Mọi người chuẩn bị chưa? Mọi người đã sẵn sàng chưa nào? 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc. Chúc cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Hương Quỳnh, để chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình trong buổi lễ thành hôn của hai bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Với mẹ Hồng sẽ có những món quà sẽ cùng chính thức trao tặng cho hai con trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời bố và mẹ ạ. Đó là những bậc làm cha, là những người làm mẹ. Sau món quà này thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời gia đình anh trai và bà nội sẽ trở về sân khấu để trao món quà hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, cho hai cháu, hai em nhân ngày cưới hôm nay. Trân trọng và kính mời. Xin mời bà nội cùng với gia đình anh trai sẽ cùng trở về sân khấu. Và với mong muốn của toàn thể gia đình nhà trai, đó là sẽ có một bức ảnh cùng một chàng vỗ tay thật lớn đi nào. Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, người đã sinh thành. Cảm ơn bà nội, cảm ơn gia đình anh trai. Vậy nào, nội sẽ dành món quà yêu thương cho hai cháu đi nào. Đúng rồi, bà sẽ trao cho cháu dâu, đúng không ạ? Chào đi em, chào đi, qua đây. Và bây giờ thì xin mời gia đình anh trai nào. Hiện tại thì em đang học ở viện cảnh sát nhân dân, không thể về tham dự buổi lễ thành hôn của hai em được. Món quà này sẽ gửi tặng cho cô dâu và chú rể. Xin mời. Sau món quà của gia đình cô chú, đó là món quà tiếp theo chuẩn bị. Xin được trân trọng kính mời gia đình chú Xuân và thím Hương sẽ trở về sân khấu. Chúng ta dành cho gia đình chú Xuân và chào bà tay thân lại đi nào.
từ gia đình của chú rất nhiều. Sau đây là những món quà đến từ gia đình bên ngoài của chú rể. Đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng và kính mời bà ngoại của chú rể sẽ trở về sân khấu để gửi tặng quà cưới cho hai cháu. Xin mời. Và sau món quà của bà ngoại chú rể thì chúng tôi sẽ được vinh danh món quà tiếp theo tới từ hai bác cường tình và chị Linh con nhà bác Nghị Thắm. Xin mời hai bác cường tình cùng với chị Linh con nhà bác Nghị Thắm, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị những món quà để một ít phút nữa chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu đồng hành cùng với chú rể và cô dâu. Quà đi em. Cả nhà đi xa vào nào, đi xa vào nào. Đứng chỗ đứng thuận lợi nhất để trở về khu lễ đài sân khấu để gửi tặng cô dâu và chú rể. Anh ơi. Sau món quà này thì xin mời bạn Đức, bạn Tùng, bạn Lâm chuẩn bị về sân khấu. Và hiện diện trên sân khấu ngay giờ phút này đây là những người bạn của chú rể đã cùng đồng hành cùng với chú rể một quãng đường khá là dài trên con đường công tác và học tập. Và xin được chúc cho các bạn của chú rể có thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Chia tay với người đá hàng cây, chia tay với màu mực tím, chia tay với mái trường trung học phổ thông, những người bạn của chú rể cũng đã khoác lên mình những chiếc áo sinh viên. Ngày hôm nay các bạn cũng đã trở về đây để tham dự chương trình. Trong buổi sáng ngày hôm nay, một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe. Show me.
Nào xin được trân trọng kính mời gia đình trình lái. Nào xin mời em gái nào. Quan trọng là chỉ em gái như trái cầu non. Đó là những món quà vô cùng ý nghĩa. Còn bây giờ xin mời gia đình nhà gái dành một tràng pháo tay thật lớn đi nào. Các bác đến từ Châu Sơn Thế Nông, Nông Đồng Thanh Hóa. Tặng quà cưới cho hai em nhân ngày cưới. Chào rồi ạ. Mẹ sẽ đại diện đến lên trao cho cô dâu và chú rể. Rồi, cả nhà tập trung nhá. Sau món quà này thì xin mời gia đình anh chị Duy Liêm trở về sân khấu để gửi tặng quà cưới cho cô dâu và chú rể. Cảm ơn gia đình hai em đã đến với chương trình. Sau món quà này xin mời anh Nam đến từ gia đình bố Lộ Hương. Nhưng vì điều kiện anh Nam đang công... Quà của anh Nam là món quà của anh Hòa, con nhà bác Công cùng với chị Hương, con nhà bố Dùng. Xin mời anh Hòa cùng với chị Hương chúng ta sẽ cùng chuẩn bị trở về sân khấu. Xin mời món quà đến từ anh Hòa đến từ gia đình bác Công, chị Hương đến từ gia đình bố Dũng trở về sân khấu. Tiếp theo sẽ là món quà của chị Huệ, con nhà bác Huế, cùng với gia đình anh chị Huyền Huấn. Xin mời gia đình anh chị Huyền Huấn bà. Món quà tiếp theo chuẩn bị đó là chị Phương Huế. Nhưng vì điều kiện chị Phương Huế Minh đang công tác ở xa không về được. Và tiếp theo đó là những người bạn thân, người bạn thân của cô dâu ngày hôm nay đã cùng trở về sân khấu, đó là bạn Trâm, bạn Hương, bạn Đạt cùng với bạn Hương sẽ cùng trở về sân khấu. Xin mời các bạn sẽ cùng đồng hành trở về sân khấu. Tham dự và giải thích chương trình buổi lễ thành hôn của người bạn thân của mình sẽ có những món quà để gửi tặng hai bạn trong ngày cưới. Những người nghe trước chúng tôi xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Một tuần tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Long là một người ông của cô dâu sẽ. Thế đến là đầu tiên thì gia đình nhà trai của chúng ta toàn là những cây văn nghệ thôi ạ. Rồi. Nặng nghĩa ân tình, không biết rằng người nghĩa ơi.
There's some things I'm meant to be, and that you make it better me every day. I never knew that dreams come true, but you showed me that they do. You know that I learn something new every day I live.